nếu mà Đức Phật Di Lặc ra đời sau Thế chiến thứ ba thì Đức Phật là ảnh hưởng rất mạnh đối với lại chúng sanh, thì nhân loại thì sẽ theo Đức Phật đi tu hết, rồi còn đâu người để đi làm nữa vậy? Bây giờ Đức Phật Di Lặc là ai không biết, nhưng mà đệ tử ngài đang ngồi đây, đệ tử ngài đang truyền những lời của ngài, lúc nào thì cũng nói ra đời mình không thua đời. Mình qua Mỹ chưa tới 20.000 đô mình ăn qua phe, một năm mình đóng thuế lên mấy chục triệu. Mình ra đời phải hơn người đời, vô đạo mình hiền, mình tu hơn người tu. Đó là trong tương lai chứ không phải là tu hết. Ở cái thời văn minh á, mà tu rồi tu cũng giống như ngày thợ tiện hay ngày neo thì thôi, có mấy cuốn kinh thôi. Mà mấy thầy thời nay á, nhiều lúc đọc kinh còn dở hơn mấy đệ tử kiện á. Mấy ông đọc kinh, mấy ông không thèm đọc nữa. Mấy ông ở chùa Fremont á, mấy ông ngủ không à, 5 giờ sáng ông bấm cái máy không à. Còn bây giờ mấy đệ tử mình đứa nào dám bấm máy là mệt đi kiện á, phải đọc để mình nhớ. Còn mấy thầy dưới chùa á, là tu cả đời á, bây giờ mấy ông bấm máy mình ngủ khò khò. Phòng ăn á, mấy ông không ăn, dọn ngay trước mặt Phật ra ăn uống. Mấy con có thấy gì không? Ở chùa Vi Mánh mình nè, gần đây nè, cái chùa đó 18 triệu á. Cho nên cái nào tu ra tu, đời ra đời, chứ không phải là tu cái là buông hết, không có. Thời văn minh là tu từ dây khắc, tu từ hành động, chứ không phải là nói tu cái là buông hết, cái đi vận động cái quỷ có ngày. Cái quỷ là đi sinh nghiệp người ta. Mình tu mình thoát luôn hồi sinh tử. Đạo Thiên Tâm là thoát luôn hồi sinh tử, từ rú rút đi. Còn mà đi gây quỷ hoài á, làm sao thoát được? Nợ kiếp sau phải trả.